Đúng là một đi khách không hề dễ đó, mới mà bắt đầu con Mio ve chai này nghe anh em. Quay đi. Hello anh em nè, lại là mình đây, mình là anh Ba Khía đây. À, hôm nay mình đã đem con Mio ve chai của mình đã có mặt tại trường đua Đại Nam nghe anh em. Hôm nay mình sẽ test cái con Mio của mình thử coi nó bắt đầu như thế nào tại trường đua Đại Nam nha anh em. Dạ, theo anh em đã biết thì con Mio này là mình mua ve chai về rồi mình tự dọn lại, tự đi làm cái nồi lại nó mới nè anh em. Đó. Thì hôm bữa mình có test sơ sơ rồi thì hôm nay mình đem lên đây coi nó có ổn không nghe anh em. Khá là nặng anh em ơi. Wow. Chung á là do mình á là không có gành về cái gọn gặn như độ máy cho cậu anh em nào, vì mình về tự mua về mình lắp ráp thôi. Thành ra mình canh chỉnh cái con xe này nó chưa tới anh em ơi. Mình giật bánh giật. Mình giật lên nó khá là nặng. Thì mình nhúng vậy thì mình dùng sức nó nhẹ hơn. Nhấp thắng mà dịu ra xuống cái là đụng lên không được. Chơi. Chơi cảm tử luôn hả? Đây mình theo anh Philip lúc đầu thử con Mio ve chai nha anh em. Vẫn có chừng xuất hai cái tay ra luôn nha. kiểu này mấy em ở hồi xưa dưới quê bóp thì chi ra bóp kiểu này nè. Chưa thấy cái kiểu bắt đầu nào mà cái tướng xấu gì. Đúng là một thử thách không hề dễ đó, với mà bắt đầu con Mio ve chai này nghe anh em. Còn gì nữa đâu mà không với chồng. Khó quá bạn rồi chào anh. Có lên. Không quay hả? Quay đi. Quay đi. Không chỉ là những con xe mạnh xe độ mà chúng ta có kiểm soát đâu nè. Thật sự là con xe yếu, thật sự có kiểm soát con game nha nè. Làm lại thôi. Bể cái đít đèn luôn rồi nha. Nào. Chưa bể em ơi, mới cái chạy dưới xương xương thôi. My body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dark fire, you will see the British die. More cry in the
me a place to hide. I got something nasty inside, like an instinct saying there gon' be a fight. I can feel the eye of a hurricane. It's gone now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise, but some change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. Bóc đầu kiểu này á, nó vừa gọi là vừa tốt chất nè, vừa tốt bóng nắng nè, và vừa tốt bóng dài nữa nè. Cái dài nữa. They no go back now. They no go back now. Yeah, ready to brawl. Quá đẳng cấp, quá đẳng cấp. Thật sự mà nói là khi mà bóp con Mio này cảm giác rất là mệt các bạn. Xe nó yếu mà mình giật phụ lên á, như cái phần nữa cái nồi á, cái nồi nó không có gọi là bắt lắm anh em. Khi mà lên ga cao á, dặn nó không có đi, nó bị ì. Thành ra khi lên cao mà anh em mà dịu ga xuống cái là dặn nó không có đi nữa. Thành ra rất là khó bóp cái con Mio của bé trai này anh em. Tại thì cái nồi xe này nó quá chuối anh em ơi, chắc mình phải về mình canh chỉnh lại cho nó ok theo cái ý của mình nha. Anh em vào clip lần sau, mãi yêu.